Giải thích cho quyết định này, trong một tuyên bố chính thức, Nhà Trắng cho rằng quan hệ Nga-Mỹ hiện thiếu tiến triển trong một loạt các vấn đề như phòng thủ tên lửa, kiểm soát vũ khí, các vấn đề nhân quyền và xã hội dân sự, quan hệ thương mại, an ninh toàn cầu. Tuy nhiên, tuyên bố của Washington cũng nêu rõ, ông Obama vẫn sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 vào các ngày mùng 5 đến mùng 6 tháng 9 tới. Quyết định trên được cho là khá bất ngờ đối với dư luận Mỹ, vì chỉ cách đây 2 ngày, người phát ngôn Nhà Trắng Jake Kenney xác nhận quan hệ giữa Hoa Kỳ và Nga trong hơn 4 năm qua đang phát triển theo hướng rất thực tế. Truyền thông Mỹ nhận định rằng hành động mang tính chất trả đũa ngoại giao hiếm khi xảy ra này phản ánh rõ thái độ bất bình của Washington trước quyết định của Moscow cho phép cựu nhân viên cơ quan tình báo trung ương Mỹ Edward Snowden lưu trú tạm thời tại Nga. Phản ứng trước quyết định của Mỹ, phía Nga tuyên bố rất thất vọng khi cuộc gặp thượng đỉnh giữa tổng thống hai nước sẽ không thể diễn ra. Điện Kremlin cho rằng quyết định trên thể hiện Washington chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ bình đẳng với Nga. Tuy nhiên, Moscow vẫn sẵn sàng hợp tác với Washington trong mọi vấn đề song phương và đa phương, đồng thời khẳng định lời mời Tổng thống Obama tham dự cuộc gặp thượng đỉnh vẫn có giá trị.